nộ clip chủ cửa hàng bị nhóm người tấn công khi đang mang thai. Bắt ba đối tượng tấn công người trọng thương trước cửa quán bar New DTV. Khởi tố ba nữ quái lừa đảo chiếm đoạt 115 tỷ đồng ở Quảng Nam. Phu cảnh sát giao thông bị tông gãy chân khi làm nhiệm vụ đã bắt được nghi phạm. Thuê ô tô Mercedes dùng tiểu xảo biến chủ xe thành vợ để đi lừa hàng trăm triệu. Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của báo Sức khỏe và đời sống. Vừa rồi là những tin chính sẽ có trong chương trình, bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, mới đây trên mạng xã hội loan truyền một đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh một phụ nữ ở Hưng Yên bị nhóm người tấn công khiến cho nạn nhân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương. Đáng chú ý nạn nhân bị tấn công đang mang thai 12 tuần. Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 13 giờ 30 phút chiều ngày 27 tháng 2 tại cửa hàng cung cấp đồ trẻ em, mẹ và bé, có địa chỉ tại phố Bùi Thị Cúc, thị trấn An Thi, huyện An Thi, tỉnh Hưng Yên. Nạn nhân bị tấn công là chị Đề Hát Thờ, sinh năm 1994, chủ cửa hàng chuyên cung cấp đồ trẻ em tại phố Bùi Thị Cúc, thị trấn An Thi. Vào thời điểm trên, xuất hiện một nhóm người xông vào cửa hàng, dập cầu dao, ngắt hệ thống camera. Tiếp đó, người này liên tiếp tấn công chị Thờ trong khi nạn nhân đang mang thai. Khi bị nhóm người hành hung, chị Thờ van xin và nói bản thân có thai nhưng nhóm người này vẫn ra tay. Sau khi gây thương tích cho chị Thờ xong, thì tất cả lên xe ô tô bỏ đi và nạn nhân được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên. Tại Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên, nạn nhân được xác định là bị chấn thương vùng cổ, mặt, phần mềm. Bệnh viện cũng xác nhận nạn nhân đang mang thai 12 tuần và trong tình trạng dọa xảy thai. Được biết, nạn nhân đã ly hôn năm 2020 và trong nhóm người đến tấn công thì có 3 người là người nhà chồng cũ của chị Thờ. Cũng theo nạn nhân, trước khi xảy ra vụ việc, chị Thơ có cự cãi qua tin nhắn điện thoại với một người phụ nữ. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành xác minh làm rõ. Mặc dù chưa biết nguyên nhân vụ việc là gì, nhưng việc tấn công phụ nữ, nhất là người đang mang thai, là hành vi không thể chấp nhận và đáng bị xã hội lên án. Hy vọng cơ quan chức năng sẽ nhanh chóng điều tra làm rõ vụ việc và có hình phạt thích đáng dành cho nhóm người côn đồ nói trên. Trong một vụ việc xô sát khác, mạng xã hội những ngày gần đây đang lan truyền một đoạn clip một nhóm thanh niên dùng hung khí tấn công người khác trước quán bar ở thành phố Huế gây xôn xao dư luận. Nắm bắt tình hình, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Huế đã nhanh chóng vào cuộc xác minh và bắt giữ ba thanh niên gây ra vụ việc trên về hành vi cố ý gây thương tích. Ngày 1 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Huế, thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Vũ, 38 tuổi, Châu Văn An, 32 tuổi và Phạm Văn Phước, 26 tuổi, cùng trú tại thành phố Huế về hành vi cố ý gây thương tích. Khoảng 22 giờ ngày 27 tháng 2, nhóm của Vũ đến quán bar New DTV ở 102 Lê Lợi thành phố Huế để chơi. Tại đây, Vũ đã xảy ra xích mích với Nguyễn Tấn Triều, 37 tuổi, đang ngồi bàn bên cạnh. Sự việc bị bảo vệ quán bar phát hiện và yêu cầu hai nhóm thanh niên rời khỏi quán. Lúc này, nhóm của Vũ đã sử dụng hung khí bất ngờ tấn công gây thương tích cho nhóm của Triều. Phát hiện sự việc, bảo vệ của quán bar đã ngăn cản. Vụ việc khiến cho anh Triều bị thương tích phải nhập viện cấp cứu, bốn người khác trong nhóm Triều thương tích nhẹ. Sau khi ổn định sức khỏe, anh Triều có đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự. Tiếp nhận đơn báo, lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố Huế nhanh chóng vào cuộc xác minh và bắt giữ ba đối tượng Vũ, An, Phước. Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân xảy ra vụ việc là do mâu thuẫn trong khi giao tiếp ứng xử giữa Vũ và Triều. Thời điểm đó, cả hai đều đã sử dụng nhiều rượu bia. Ngoài hành vi cố ý gây thương tích, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Huế đang xem xét để xử lý thêm Vũ An Phước về tội gây dối trật tự công cộng. Việc cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt xem xét toàn diện vụ việc xử lý đúng người đúng tội được sự đồng tình từ phía người dân. Dưới sự nghiêm minh của pháp luật, mọi hành vi sai trái đều phải nhận hình phạt thích đáng. Đó cũng là hồi chuông cảnh tình cho những người thích giải quyết vấn đề bằng tay chân, coi thường sức khỏe và tính mạng của người khác. Thưa quý vị, thời gian qua, tình trạng hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn biến rất phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại lớn về tài sản, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Đơn cử như mới đây, với rất nhiều phương thức thủ đoạn khác nhau, ba nữ quái ở Quảng Nam đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại với tổng số tiền bước đầu xác định lên tới 115 tỷ đồng. Ngày 1 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Thị Huỳnh Nga, sinh năm 1988, trú tại phường Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kết quả điều tra xác định từ năm 2018 đến năm 2022, Dương Thị Huỳnh Nga dùng thủ đoạn gian dối nói với bà Mai Thị HT, sinh năm 1982, trú tại thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam là bản thân có nhiều mối quan hệ, có thể mua được các lô đất tái định cư của người dân tại khu dân cư ADB, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ với giá rẻ. Do tin lời của Nga nên bà T nhiều lần giao tiền cho Nga đi mua đất tại khu vực này. Ngoài ra, Nga còn mượn tiền của bà T nói là để cho những người có chức vụ quyền hạn tại tỉnh Quảng Nam mượn để đáo hạn ngân hàng, nộp thuế nhà đất. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền lấy được Nga đem trả nợ và tiền lãi cho nhiều người khác, trong đó có chính bà HT, tổng số tiền Nga chiếm đoạt của bà T và nhiều người khác trên 70 tỷ đồng. Cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hiệp, sinh năm 1984, trú ở xã Bình phục huyện Thăng Bình, Quảng Nam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kết quả điều tra xác định, đầu năm 2021, đối tượng Nguyễn Thị Hiệp bị Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Nam tuyên phạt 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng được hoãn chấp hành án do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Trong thời gian nuôi con nhỏ, giữa năm 2021, Nguyễn Thị Hiệp tiếp tục sử dụng tên giả là Lý Thị Tố Uyên, sinh năm 1979, trú ở xã Bình Trung, huyện Thăng Bình, Quảng Nam để lừa anh Nguyễn Đề Tề, sinh năm 1983, trú ở quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, mượn số tiền 1,4 tỷ đồng sử dụng để tiêu xài cá nhân. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đinh Thị Tiến, sinh năm 1991, trú tại thị xã Điện Bàn, Quảng Nam, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kết quả điều tra xác định, từ đầu năm 2022 đến tháng 8 năm 2022, Đinh Thị Tiến đã lợi dụng sự tin tưởng của bà Trần Thị K H sinh năm 1969 trú tại thị trấn Hà Lam huyện Thăng Bình và ông Lại V H sinh năm 1984 trú ở huyện Hòa Vang Đà Nẵng. Tiến đề nghị ông H và bà H góp vốn lại để mua đất tại thị xã Điện Bàn nhằm bán lại để hưởng tranh lệch về giá. Tuy nhiên sau khi nhận tiền Tiến không sử dụng để mua đất mà sử dụng để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Tổng số tiền Tiến đã lừa của ông H và bà H là trên 45 tỷ đồng hiện văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam đang tiếp tục điều tra mở rộng làm rõ ba vụ án trên đồng thời thông báo ai là người bị hại của các vụ án trên tiếp tục liên hệ với văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam để trình báo bên cạnh đó để tránh tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản người dân cần tăng cường trao dồi kiến thức về pháp luật chính sách thường xuyên theo dõi các thủ đoạn phạm tội của cơ quan chức năng trên các phương tiện thông tin đại chúng, nghiên cứu kiểm tra kỹ trước khi thực hiện các giao dịch về tài chính, đề phòng trước những khoản đầu tư mang lại lợi nhuận cao. Cũng liên quan tới lừa đảo, mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đào Nguyên Nghị, sinh năm 1982, trú ở phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Triều về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Được biết, khi thuê ô tô Mercedes, thấy trên xe có giấy photo đăng ký xe của một người phụ nữ, nên đối tượng này đã nói dối chủ xe là vợ mình và nhờ người khác viết giấy vay 700 triệu đồng. Ngày 1 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp cẩn cấp đối với Đào Nguyên Nghị, 41 tuổi, trú ở phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Triều về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó vào ngày 14 tháng 9 năm 2022, Đào Nguyên Nghị đến công ty TCV ở quận Thanh Khê thuê một xe ô tô Mercedes với giá 6 triệu đồng. Khi nhận xe, nghị phát hiện trong xe có giấy tờ lái xe và bản photo công chứng giấy chứng nhận đăng ký xe của chị PLPT là chủ xe nên có ý định đem đi cầm cố chiếc xe này để lấy tiền tiêu xài nghị mang xe cùng toàn bộ giấy tờ đến nhà người quen của chị PTNA để vay tiền thế chấp bằng chính chiếc xe Mercedes vừa thuê. Tại đây, nghị nói dối rằng vợ mình là chị PLPT đứng tên chủ sở hữu của chiếc xe. Hai vợ chồng đang cần mượn 700 triệu đồng để đáo hạn ngân hàng. Sau 3 ngày sẽ hoàn trả để lấy tài sản về. Tuy nhiên, chị A yêu cầu cả hai vợ chồng nghị phải có mặt để viết giấy nợ thì mới chuyển tiền. Chiều cùng ngày, nghị quay lại nhà chị A với tờ giấy mượn tiền có chữ ký của chị. PLPT và nói vợ bận nên không đến được. Tin tưởng, chị A đồng ý và chuyển cho Nghị 700 triệu đồng. Sau khi nhận được tiền, Nghị bỏ trốn khỏi địa phương. Đến hạn trả tiền nhưng không thấy vợ chồng Nghị đến trả tiền để lấy xe về, chị A đã tìm hiểu và biết mình bị lừa nên đã viết đơn tố cáo gửi công an thành phố. Qua trì xét, các trinh sát phát hiện Nghị đang lẩn trốn tại Hà Nội nên bắt giữ di lý về Đà Nẵng để làm rõ hành vi. Nghị khai nhận tờ giấy đứng tên người vay tiền có chữ ký của chị PLPT là do Nghị giả mạo nhờ người khác viết giúp với mục đích lừa lấy tiền của chị A. Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ. Những thông tin mới nhất liên quan tới vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong những bản tin tiếp theo. Thưa quý vị, từ khi nước ta áp dụng xử lý lái xe có nồng độ cồn đã làm giảm đáng kể số lượng những vụ tai nạn thương tâm. Tuy nhiên, cũng vì việc xử lý triệt để và mạnh tay đó đã khiến cho không ít chiến sĩ cảnh sát đã bị các đối tượng vi phạm chống đối, thậm chí là bị đâm gãy chân như vụ việc một đại úy cảnh sát tại Đồng Nai mới đây. Theo thông tin mới nhất, đối tượng này đã bị bắt sau 2 ngày bỏ trốn. Cụ thể vào ngày 1 tháng 3, công an thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt giữ Thạch Anh bằng, 19 tuổi, quê ở tỉnh Sóc Trăng, tạm trú huyện Vĩnh Cửu để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Bước đầu cơ quan công an xác định bằng là nghi phạm đã lái xe mô tô tông vào đại úy Lê Ngọc Bảo Châu, cán bộ cục cảnh sát giao thông Bộ Công an khi kiểm tra nồng độ cồn trên đường Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa. Tại cơ quan điều tra, bằng đã thừa nhận hành vi của mình. Công an thành phố Biên Hòa đang tiếp tục lấy lời khai làm rõ nguyên nhân, xử lý theo quy định của pháp luật. Được biết trước đó vào lúc 21 giờ 40 phút ngày 26 tháng 2, trong quá trình làm nhiệm vụ phối hợp kiểm tra nồng độ cồn giữa tổ công tác số 4, cục cảnh sát giao thông và đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Biên Hòa trên đường Võ Thị Sáu, khu phố 4, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa. Thiếu tá Lâm Văn Lâm, cán bộ Cục Cảnh sát Giao thông phát hiện xe mô tô do một nam thanh niên điều khiển chạy nhanh với nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã ra tín hiệu dừng xe. Thay vì dừng phương tiện, đối tượng này không chấp hành, điều khiển phương tiện vượt qua thiếu tá Lâm. Lúc này, đại úy Lê Ngọc Bảo Châu đang làm nhiệm vụ phía sau, thiếu tá Lâm, bị đối tượng điều khiển xe mô tô va chạm vào người và bỏ chạy về hướng phường Quyết Thắng. Tổ công tác Cục Cảnh sát Giao thông và Công an thành phố Biên Hòa đã dùng mô tô đuổi theo xe đối tượng. Tuy nhiên, nam thanh niên này chạy xe mô tô không biển số vào hẻm khu dân cư và trốn thoát. Đại úy Lê Ngọc Bảo Châu đã nhanh chóng được đồng đội đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 7B sau đó do vết thương quá nặng đã được chuyển đến bệnh viện chấn thương chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh trong tình trạng gãy xương ống quyền chân phải. Hiện sức khỏe của đại úy Châu đã dần hồi phục, đang chờ các bác sĩ sắp xếp lại các đoạn xương bị gãy ở chân phải. Lãnh đạo công an tỉnh Đồng Nai và cục cảnh sát giao thông đã đến bệnh viện để thăm, động viên đại úy Châu và gia đình. Hành động của Thạch Anh Bằng tông vào xe cảnh sát giao thông để thông chốt, bỏ chạy khiến cho dư luận vô cùng vẫn nộ. Không ít ý kiến cho rằng đối tượng này quá coi thường pháp luật, cần phải xử lý thật nghiêm. Nhiều người bày tỏ sự thông cảm với đại úy cảnh sát giao thông bởi lực lượng chức năng đã làm đúng nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự xã hội, nhưng vẫn tồn tại đâu đó một số người không nghiêm túc chấp hành gây hậu quả khó lường. Chắc chắn đối tượng Thạch Anh Bằng sẽ bị xử lý thích đáng để gian đe những trường hợp coi thường pháp luật. Thưa quý vị, theo quy định tại luật cư trú, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 trở đi, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã chính thức hết giá trị sử dụng kể từ thời điểm đó đến nay câu chuyện sổ hộ khẩu giấy luôn nóng hổi khi được nhắc đến bởi nhà nước đã quy định bỏ nhưng một số địa phương vẫn yêu cầu người dân trình sổ giấy khi giải quyết một số thủ tục nắm bắt tình hình thủ tướng đã ra công điện yêu cầu tất cả các cấp không được bắt người dân trình sổ hộ khẩu nếu vi phạm sẽ xử lý nghiêm cán bộ Ngày 28 tháng 2 vừa qua, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký công điện số 90 CDTTG của Thủ tướng Chính phủ chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan tới việc bỏ sổ hộ khẩu và sổ tạm trú giấy. Công điện nêu rõ theo luật cư trú năm 2020, Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy hết hạn giá trị sử dụng sau ngày 31 tháng 12 năm 2022. Chính phủ đã ban hành Nghị định 104 sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định liên quan tới việc nộp xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Các bộ ngành địa phương phải nâng cấp hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc qua cổng dịch vụ công quốc gia để phục vụ tra cứu khai thác thông tin cá nhân không gây phiền hà cho tổ chức cá nhân. Đến nay, nhiều địa phương đã thường xuyên tra cứu khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Yên Bái, Điện Biên. Tuy nhiên, nhiều địa phương gây phiền hà cho cá nhân tổ chức khi yêu cầu người dân xuất trình các loại giấy tờ chứng minh thông tin cư trú như giấy xác nhận cư trú, thông báo số định danh cá nhân. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương thực hiện nghiêm luật cư trú, quán triệt đến tất cả các sở, ngành, huyện, xã và bộ phận một cửa các cấp không yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến. Công điện yêu cầu tăng cường ra soát kiểm tra và xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy định nêu trên theo thẩm quyền, đồng thời nâng cấp hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh, bảo đảm kết nối tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ việc tra cứu thông tin về cư trú trong thực hiện thủ tục hành chính. Cùng với đó, các bộ, địa phương phải gần trương hoàn thành kết nối và hoàn thiện quy trình nội bộ để khai thác sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ giải quyết thủ tục hành chính. Người dân không xuất trình hoặc nộp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy. Khi đã có dữ liệu về dân cư được kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia, việc này phải hoàn thành trong quý I. Thủ tướng cũng đề nghị công khai hướng dẫn thực hiện 39 thủ tục hành chính đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị định 104 của Chính phủ tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức được giao tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, khai thác thông tin cư trú của công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để thực hiện nghiêm việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy theo quy định của luật cư trú. Liên quan tới vụ tân binh bị trả về sau 10 ngày nhập ngũ do không đạt trình độ văn hóa ở Hà Tĩnh, mới đây, ủy ban nhân dân xã Đức Đồng cho biết đã tiến hành họp kiểm điểm và đề xuất kỷ luật đối với chỉ huy trưởng, ban chỉ huy quân sự xã làm sai hồ sơ vụ tân binh vừa nhập ngũ đã bị trả về. Ủy ban nhân dân xã Đức Đồng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức họp kiểm điểm để làm rõ khuyết điểm, sai phạm liên quan tới vụ tân binh Nguyễn Bá Thiết vừa nhập ngũ được một tuần thì bị đơn vị trả về do hồ sơ bị làm sai lệch. Ông Nguyễn Kiều Long, chỉ huy trưởng quân sự xã Đức Hồng, được xác định là người làm sai lệch hồ sơ khiến cho tân binh bị trả về sau nhập ngũ. Tại buổi họp kiểm điểm, ông Nguyễn Kiều Long tường trình do ông chủ quan, nóng vội, quá tin tưởng người khác nên đã dẫn đến sai phạm làm ảnh hưởng đến uy tín của tập thể cá nhân, ông Long nhận khuyết điểm của mình và hứa sẽ khắc phục rút kinh nghiệm và tự nhận hình thức kỷ luật khiển trách. Ông Trần Tình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đức Đồng cho biết, sau khi làm rõ những sai phạm, Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân xã Đức Đồng đã thống nhất đề xuất xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Cửu Long. Ngoài ra, Thường vụ Đảng ủy xã, Ủy ban nhân dân xã Đức Đồng cũng họp kiểm điểm xin rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, quản lý cán bộ công chức. Hiện xã đã họp kiểm điểm và báo cáo Ủy ban Nhân dân huyện để có hình thức xử lý. Tân Bình Nguyễn Bá Thiết là một trong số 130 công dân huyện Đức Thọ lên đường Tòng Quân vào sáng ngày 7 tháng 2. Sau khi nhập ngũ được một tuần thì bị Trung đoàn BB1, Sư đoàn 324, Quân khu 4, đóng quân tại huyện Đô Lương, Nghệ An trả về vì lý do trình độ văn hóa không đạt. Thiết chỉ mới học hết lớp 7 nhưng hồ sơ lý lịch ghi trình độ văn hóa 8 trên 12. Người thân cho biết, bản thân tê sức khỏe không đảm bảo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, việc thiết trúng tuyển nghĩa vụ quân sự khiến cho gia đình hàng xóm bất ngờ. Theo kết quả xác minh của cơ quan chức năng, việc làm sai lệch hồ sơ lý lịch cũng như đơn tình nguyện nhập ngũ của tân binh Nguyễn Bá Thiết đều do ông Nguyễn Cửu Long làm. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Đức Thọ cũng cho biết, sai phạm này còn có sự tác trách của một lãnh đạo trường trung học cơ sở Đồng Lạng trong việc xác nhận trình độ văn hóa không đúng sự thật cho tân binh Nguyễn Bá Thiết. Phần cuối của bản tin ngày hôm nay sẽ là các thông tin dự báo tình hình thời tiết trên cả nước. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 2 tháng 3, miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt, trời chuyển sang có sương mù, mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hứng nắng, miền Trung có mưa dài rác, Tây Nguyên, Nam Bộ có thể có mưa rông cục bộ và chiều tối. Ngày mùng 1 tháng 3 khối không khí lạnh chi phối thời tiết miền Bắc nhiều ngày qua có dấu hiệu suy yếu và lệch đông mang theo hơi ẩm từ biển vào. Vì vậy, dự báo vào ngày mùng 2 tháng 3, khu vực phía đông bắc bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi trên 24 độ. Khu vực Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, sương mù nhẹ dài rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ C, có nơi dưới 14 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ C, có nơi trên 26 độ C. Khu vực Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, gió đông đến đông nam cấp 3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, trưa chiều trời nắng, trời rét với nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ C. Các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế hôm nay nhiều mây, có mưa rải rác, gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ C. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, gió đông bắc cấp 3, riêng vùng ven biển cấp 4, có nơi giật trên cấp 6, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ C. Dự báo mưa rông rải rác còn kéo dài đến khoảng mùng 4 tháng 3 tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận hôm nay có mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 3. Riêng vùng ven biển cấp 4 có nơi giật trên cấp 6, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ C. Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ C. Khu vực Nam Bộ ngày mùng 2 tháng 3 có mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ C. Miền Đông từ 33 đến 35 độ C. Dự báo từ ngày mai, Nam Bộ đón nắng nóng cục bộ. Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ đề nghị người dân đề phòng khả năng thiếu nước ngọt trong sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp. Đề phòng nắng nóng gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe khi lao động ngoài trời. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.